Sở Y tế An Giang vừa ban hành công văn chỉ đạo tăng cường phòng chống dịch bệnh tay chân miệng. Cụ thể, Sở Y tế An Giang yêu cầu Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến tình hình dịch, thu nhận mẫu bệnh phẩm xét nghiệm tay chân miệng gửi về Viện Pasteur. Đối với các trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố, thực hiện giám sát chặt chẽ các trường hợp tay chân miệng hàng ngày tại khoa khám, chữa bệnh và cộng đồng, kịp thời phát hiện sớm các ổ dịch mới phát sinh, khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch ngay trong vòng 48 giờ khi phát hiện ca tản phát hoặc ổ dịch tay chân miệng, củng cố các đội chống dịch cơ động, thực hiện điều tra, xác minh ca bệnh hoặc ổ dịch và triển khai các biện pháp xử lý theo quy định. Bệnh viện Sản Nhi An Giang tổ chức tập huấn lại, cập nhật kiến thức về giám sát phát hiện bệnh và điều trị ở tất cả các tuyến để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế. Đồng thời, các bệnh viện tổ chức tốt công tác thu dung, phân luồng khám bệnh, phân tuyến điều trị bệnh nhân, hạn chế vận chuyển bệnh nhân trong khả năng điều trị, cách ly điều trị, cấp cứu bệnh nhân, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, phòng chống lây nhiễm chéo tại các cơ sở khám chữa bệnh, nhất là giữa bệnh tay chân miệng với bệnh sởi, bệnh viêm phổi và bệnh viêm đường hô hấp khác. Khẩn trương rà soát thuốc, trang thiết bị, vật tư, hóa chất phục vụ công tác điều trị và khử khuẩn phòng chống dịch. Cùng với đó, Sở Y tế An Giang khuyến cáo người dân, phụ huynh thực hiện ba sạch, ăn sạch, uống sạch và chơi đồ chơi sạch, thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch, phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh.